Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Hoài Bãi nha anh em. Hôm nay em xin test và giới thiệu cho anh em xem một con máy cưa xích dòng cưa tay cụt. Đó, làm đầu nhọn để anh em điêu khắc và anh em cắt cành, cắt củi nhỏ nha anh em nhé. Con này là hàng Komatsu của Genoa ra của Nhật Bản anh em nhé. Đó, con này là nói chung là trong các dòng máy Nhật mà cưa tay cụt nó là hàng đẳng cấp nhất luôn em nhé. Đó, theo anh em nhận định nó là hàng đẳng cấp nhất luôn, xịn nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nó là dòng mà cái dòng máy Trung Quốc nó nhái theo, nó lấy cái mẫu của máy này nó nhái theo 100% luôn. Đó, nó giống y chang y đúc luôn em nhá. Đó, nên nó là dòng của máy cưa bãi mà nó là máy của Nhật là xịn nhất luôn. Đó, con này thì giá nó sẽ cao hơn máy bình thường em nhá. Đó, nó cái lam của nó là lam đầu nhọn, lam thép này. Cái lam này là lam trượt anh em. Nó chuyên để cho anh em nào mà điêu khắc đục đẽo thì anh em xài con này rất là nhẹ luôn. Đó, máy khỏe. Đó. Và công suất của nó thì nòng của nó là 36 ly. Đó, rất là khỏe luôn. Lam của nó thì lam của nó là dài 25 phân, sử dụng được 20 phân. Đó, rất là gọn nhẹ để cho anh em cắt nhánh, cắt cành. Anh em nào mà cắt những cành cây nhỏ bằng bắp đùi hoặc là bằng bắp chân ý, anh em sử dụng con này cầm lên cây cắt rất là nhẹ luôn. Và dòng đời mới rất là ít khi trục trặc. Đó, đây là dòng đời mới nhất. Đó, hãng của hãng Komatsu Genoa của Nhật, sản xuất tại Nhật luôn em nhé. Đó, con này thì cái máy tàu nó sẽ nhái y chang luôn. Em sẽ lấy con máy tàu ra để anh em xem nhé. Bởi vì sao mà nó nhái theo cái mẫu này? Bởi vì nó rất là chất lượng, mẫu này là rất là chất lượng luôn. Mà cây này thì rất là đẹp luôn em nhé. Đó, lam xích là rất là mới luôn, máy còn rất là đẹp luôn. Như con này là máy của tàu đây anh em. Đó. Con bên cạnh này là máy của tàu này. Đó, anh em nhìn thấy hai con này y đúc nhau đi nhá. Hai con này thì nó y đúc nhau luôn. Nó nhái theo y chang luôn. Anh em có thể lấy cái đồ máy kia anh em bỏ sang thay thế được luôn nhá. Đó. Đấy, nó nhái theo y đúc luôn. Nên cái dòng máy này thì đồ thay phụ tùng thay thế nó rất là sẵn luôn nha. Bởi vì nó có dòng máy mới kia là đồ của tàu. Đó, nó sẽ nhái theo cái này. Máy tàu này nó cũng đang bán giá là 2 triệu rưỡi rồi anh em nhá. Đó, máy tàu hàng chất lượng, hàng Katsu. Nó cũng là hãng của Nhật nhưng mà lắp ráp sản xuất tại Trung Quốc nha. Đó, còn con này là máy của Nhật chính hãng anh em. Con này thì nó không khác gì máy mới luôn nha. Đó, con này là hàng em đi lựa về bao đẹp cho anh em luôn. Đó, con này là của tàu này nha. Con này là của Nhật đấy. Đó, anh em gắn đồ đạc sang nhau được hết luôn nha. Đó, và con này thì nó xài cái lam đầu thép, đầu trượt. Còn cái con này nó xài cái lam đầu bánh răng nha. Đầu bánh răng. Đó. Máy mới thì được cái là trông nó mới, nó đẹp thôi, chứ còn chất lượng máy thì nó không thể bằng máy bãi được anh em. Và giá thành của nó thì cũng ngang ngang nhau anh em. Như con này nó bán cái giá là 2.600.000. Đó. 2.600.000. Còn con máy tàu cái thì bán 2.500.000 anh em nhá. Đó, anh em nào cần cái mặt hàng này em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 050399 em nhá. Đó, con này thì nó là hàng chính hãng của Nhật này. Đó, anh em nhìn đi, bao đẹp cho anh em luôn nha. Đó, nguyên cái lam của nó không là đã 600.000 rồi. Cái lam này lam thép đã 600.000 bộ rồi anh em nhá. Đó. Rồi, em sẽ cắt con này đi để cho giới thiệu anh em riêng con này. Đó, rất là đẹp luôn. Con này rất là nhẹ, con này trọng lượng của nó tầm khoảng 3 kg thôi. Đấy, nó làm một cái đế cho anh em đây. Nó làm một cái đế để nó không bị chạm đất, nó đỡ bị mòn cái bộ lốc này anh em nhá. Đó, nó để tách xa mặt đất ra. Đó, rất là đẹp, tiện lợi cho anh em. Máy rất mới. Con này rất là hiếm luôn anh em nhá. Anh em nào mà quen người biết xài máy cưa rồi anh em hỏi con máy này là người ta biết luôn. Cái dòng máy G ấy, thì nó rất là đắt tiền và nó xài rất là chất lượng nha. Bây giờ sẽ test nổ cho anh em xem cái con máy G250 này nha. Đó, con này thì rất dễ sử dụng thôi. Anh em bơm cái xăng lên này. Đó, anh em bơm xăng lên. Đó. Bơm xăng lên, anh em kéo cái cần e ra này. Đó, anh em kéo cái cần này lên. Rồi anh em bật công tắc này lên. Đó, công tắc bật lên. Rồi anh em đập khoảng 2-3 cái. Đó, nó nổ lên một cái rồi anh em đẩy cần e lại nha. Đó, nó nổ nhẹ một cái rồi anh em ấn này xuống. Thank you.
mát chính hãng của Nhật anh em. Đó. G250 hãng của Komatsu Genoa Made in Japan. Mã số máy là 927628 nha. Rất đẹp. Rồi. Đấy, bãi xin kết thúc video tại đây. Anh em nào cần mua các mặt hàng máy cưa gì thì em có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 050399 nha. Hoặc là em kết bạn qua Zalo số điện thoại 0345 050399. Địa chỉ cửa hàng của Hoàng tại 165 đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Cờ Đông Bách, tỉnh Đắk Lắk nha. 165 đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Cờ Đông Bách, tỉnh Đắk Lắk. Anh em nào gần thì có thể ghé đến trực tiếp cửa hàng của Hoàng mua máy nha. Rồi xin cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Hoàng Bãi nha. Anh em xin chào và hẹn gặp lại anh em.